Dạ, chú có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Về cái gì? Dạ, tên tuổi, địa chỉ Tên ạ. chị à? Tên tuổi hả? Dạ. Mình tên đó là Bằng Văn Nam, Dạ. năm nay là 54 tuổi. Dạ. Thì không biết là chú nuôi heo này được lâu chưa? Nếu mà tính ra gần 5 năm rồi ạ. Dạ, Nhưng năm mà nữa. mình nuôi chưa có chuyển sang dạng nuôi heo siêu, nhưng mà mình nuôi cái heo ở dòng lai, cái kiểu mà lai rừng thiên nhiên á, À, heo lai, heo heo rừng. lai rừng á, Dạ. tức là vừa mỏi vừa lai rừng á, là Dạ. heo thiên nhiên nhiều, chứ còn nuôi heo siêu thì chưa. Nhưng mà mình lai giống của heo siêu thì có nuôi qua, có bán được 7-27 à. Dạ, chú cho biết là cái NN1 này sử dụng thì cái Câu tác cụ dụng. men chứ gì, Dạ, đúng rồi. câu cụ men này thì rất tốt. Dạ. Và nó là theo với cái tài liệu nó giới thiệu á, thì nó còn có thể coi như là cái công dụng nó công hiệu hơn đó, nếu mà ngay cái vùng địa bàn mình ở đó. Dạ. Chứ còn vùng khác thì mình không bảo đảm. Chứ mình ngủ hồi kia con nó đủ 24 tiếng tới 48 tiếng gì thì Dạ. 89 gì, đây thì mình ngủ cần 18 tiếng là dám cho ăn. Dạ. Tức là heo ăn không có phản ứng. Là heo nó mình cho thường thường ở đó mình cho một con ăn là bao nhiêu thôi Khoảng cám chừng nửa ký, tức là tùy theo lớn nhỏ, nhưng mà cái dạng mà bắt đầu ăn được phải nửa ký con bữa. à nửa Thì tiếng càng thôi lớn như nguồn nó tiêu thụ càng nhiều thì đương nhiên nó tăng trọng nó càng nhiều thôi. à vậy là Nhưng mà một an ký tâm men này ấy một nửa ký men này là ủ được bao nhiêu ký nếu mà cám theo không như địa bàn đây mình ủ trực tiếp thì mình ủ 150 ký, chứ không phải 100 ký. dạ 150 ký 150 ký là cám, là dừa chấu này, tức là cám 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 gạo, cám dạ bắp, dạ rồi với bã mì, rồi các cái như là cái mì sắc lạc á, cái dạ tinh bột á, dạ mình đổ cho nó, tức dạ là mình ủ. Nhưng mà 18 tiếng cho tới 24 tiếng là dư sức cho ăn, là dạ không không có bị rối loạn tiêu hóa. là heo nó ăn Heo khỏe ăn được rồi thoải mái. dạ heo thì không biết là mình nuôi cái này thì nó tăng trọng với lại cái chất lượng thịt như thế nào ạ Không, theo như mình đưa cho tụi bọn quay á thì thấy cái lượng nạc thì nó cũng cũng đạt dạ đúng cái dạng đi quay heo qua thì đạt. dạ Nhưng mà ra chợ bày thì nó lại khác. dạ Chợ bày nó đòi heo phải sạch, nạc sạch ra thì đương nhiên là nó phải thuộc cái dạng công nghiệp rồi thì dạ mới sạch ra được, chứ mình ở đây nuôi heo kiểu dân dã mà dạ nó có nặng là kiểu tầm chừng thôi. Nhưng mà quay thì coi như mấy ông đó chấp nhận rồi đó. nếu quay thì nó ok hết Nó ok á, tức là nó có vừa vừa mỡ vừa nặng thì nó lại coi như chấp nhận cái heo này. dạ Ở nhà đây thì bắt đầu mới nuôi coi như từ cái heo mình nuôi kiểu mà bình thường dân dã hồi xưa mới lai cái loại heo xia nuôi thôi, chứ còn nuôi heo đặc xia thì chưa nuôi, dạ đặc xưa thì chưa 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 có chưa cái có loại nuôi. heo đó nạc nó nhiều hơn Nặng đúng nhiều không dạ mà cái lượng thức ăn của nó khác với dạng mình nuôi đây nhiều, nó ăn phải công thức. dạ Chứ còn mà đưa về cái loại mà mình bây giờ ủ men lên ăn nó là chưa 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 có chưa có thử qua, dạ chưa có thử. Nhưng mà kỳ này chắc thế nào cũng thử rồi, chuẩn dạ bị mình thử này, dạ tính mua con heo heo giống về mình chuẩn bị lai để thử lên cho nó ăn cái loại ủ men này. NN1 Ừ. dạ Và thì từ sau bắt đầu mình xài cái này có tiết kiệm được nhiều không chú trong nó giảm nhiều chứ, dạ anh tại giảm những cái giảm gì là biết sao, khi mà mình ra cái tinh bột cái ca cám của nó 1 ký gì dạ thì coi như là mình tăng lên nó được tới 1,5 ký, 1,8 ký lần. dạ 1 ký tinh bột á, dạ mình đổ nước ủ men lên á thì 1 ký nó tăng lên tới 1,5 ký, nên dạ nó tối thiểu nó phải được 1,5 ký. dạ Thì cái lượng ăn nhiêu đó, trọng lượng cũng nhiêu đó thôi. dạ vậy là nó Đó, lợi nhưng hơn mà từ cái cái con cũ bắt đầu mà tắt bay mà ăn được nó là nửa ký dạ cả một bữa. dạ Thì tùy theo lớn, lớn thì cho ăn nhiều, dạ đúng nhỏ thì rồi cho ăn ít thôi. dạ Nếu mà con nó ăn khỏe có ngày nó sẽ ăn 3-4 ký cám ủ này được. Nếu dạ mà heo gần tả đó, dạ nó ăn được coi như là 3 ký á. Một dạ ngày á, cứ một bữa nó ăn ký ký hơn có thể ăn được. vậy là heo ăn khỏe hơn Ừ. nhiều dữ vậy Nó ăn chứ. Chú đây nuôi heo là coi như là sợ không có lương thực cho nó ăn thôi, chứ không có sợ gì. ha Ít bệnh lắm. À, ngoại trừ heo ăn tốt hơn với lại heo khỏe hơn thì bệnh tật như thế nào Nó không có bệnh. không bị bệnh Tới lúc bán luôn. dạ, từ lúc nuôi đến lúc bán là không có Lúc bệnh bán luôn không bệnh. Chỉ có lúc mà khi mới đẻ thì mình phải chích ngừa đủ các loại thuốc. à Thứ nhất là ra là coi như chích lần đầu là chất sắt dạ 3 ngày. dạ Rồi thêm 10 ngày sau nữa chích thêm lần 2 chất sắt, tức là thuốc bổ máu á. dạ Rồi từ 40 ngày, từ 30, 35 ngày đổ lên tới 45 ngày á, là mình cứ chích một liều cái loại 3-1 thôi. dạ vậy là đủ rồi Đủ đúng thôi. không thì Rồi ngoại tới trừ 70 ngày dạ có mình sổ lại. à vậy là Rồi quy xong trình vậy thôi, nếu mà heo heo chợ heo được thì mình thiến vậy thôi. dạ. Vậy thì ngoại trừ những cái tác dụng đó thì nó còn có tác dụng khác không ạ? Con nghe nói là thường thường là phân nó ít mùi hơn đúng không? Không, phân của nó ra cái dạng nó đặc biệt hơn cái loại heo kia, phân nó không có hôi. Thứ hai, nhiều khi mình khi lười á, mình không hốt được kịp á, Dạ. thì cái phân nó tự rã mà nó lại có cái mùi nó lên men như trắng trắng vậy á, Dạ, vậy là gây men men á. men sẵn của Ừ, trong men thức sẵn của ăn. nó phân hủy cái phân heo, nó không có hôi. Dạ. Hồi nãy con thấy là nó ít hôi hơn mấy cái chai heo Để kia chút nhiều. xíu em ra đây nè, có bài đây 13 chục con nè, đi ngang Dạ. qua là
có mùi lên. Trời, mùi nó nặng lắm, tới trưa ngồi đây nhiều khi ngửi mùi còn chịu không nổi luôn á. Dạ, mà heo như mình là không có hôi gì hết. Nếu mà hôi là không khá rồi. Dạ. Hôi là sớm muộn thì thế nào cũng bị nhiễm khuẩn. Dạ, đúng rồi. Ở đây mà làm được những mấy tay này như vậy là chắc cái chuồng mình đây là chắc còn hôi kinh nữa. Đây đâu có hôi đâu. Đây mình nuôi 3 năm, 3, 4 năm, 5 năm rồi. Từ cái ngày bắt đầu nhưng mà chưa xây ra cái dòng mà nuôi heo siêu nạc thôi. Không biết là chú có giới thiệu cho bà con nào chưa? Đâu, bà con đây cũng có mấy người qua hỏi rồi. Dạ. Lần này chắc có người tới mua hỏi mua á. Dạ. Này cái bà hôm qua mình mới bán heo lấy đi heo nuôi á. Dạ. Bây giờ hỏi đây mua để ủ kìa. Phải chỉ cho cách cho bà ủ. Cũng hay. Không mà phải siêng cơ. Nói gì nói nếu mà làm phân ủ men này phải siêng làm cũng được. Dạ. Khi mình ủ một mẻ coi như cám gì. Dạ. Mình đừng cho nó ăn quá 5 ngày. Dạ. Tức là 1 cho tới 3 ngày thôi, ngày thứ 4 là mình ủ sẵn. Dạ. Vậy là mình xoay vòng. Nó xoay vòng nó mới tốt. Chứ ăn lâu nó không tốt đâu, nó sẽ tạo ra cái nấm mốc nhiều. Dạ đúng rồi, tại vì thường thường là mở ra để lâu quá thì mốc nó vô. Mốc nhiều. Dạ. Đó, cái thùng cám mà không thấy đó giờ. Dạ. Bữa thứ 3 rồi đó. Dạ. Tới mai bắt đầu nó chuyển màu á. Nó chuyển màu đen. Dạ đúng rồi. Chiều nay là coi giờ chuẩn bị ủ này, mai cho nó ăn cái đó khác rồi, bữa nay ăn thấy cái này. Cái này nó chỉ hơi cực một cái là mình phải canh ngày. Nó phải cực. Mình bán nó phải siêng. Dạ. Không siêng thì không được. Được cái nó tiết kiệm nhiều với lại... Tiết kiệm được cái phần coi như nếu mà mình muốn cái hàm lượng heo lúc nào cũng vậy. Chất đạm càng nhiều thì nó càng tăng trưởng thôi. Dạ. Cái này mình ăn để lót cho nó lên thôi nhưng mà cũng cần phải thêm chất đạm cho nó. Dạ. Đạm là thường thường đạm là chú đó. Cho thêm ăn gì ạ? Nếu mua tiền nhiều thì mua nhiều cho nó ăn thì nó mau chóng hơn thôi. Cái đậm đặc là nó thúc mà. Dạ. 8 cho tới 290.000 một bao, 25 kg. Dạ. Này, thì hai cháu cứ về lấy sách ra mở làm bài toán thôi. Cứ bình quân cho 3 tả, cá một tả heo hơi thôi. Dạ. Ăn không ăn là quyết định. Mà tính... Bây giờ không dám nuôi luôn. Dạ, đúng rồi. Có làm giỏi lắm là hồi vốn mua 7 heo về mà coi như là có một con đi du lịch là coi như là... Là thấy đâm đuôi. Lỗ đắm ơi. Dạ. Một con du lịch tức là đi Campuchia đó, tức là đi Lào rồi đó. Tức là xong rồi đó. Là thấy mất trắng rồi đó. Dạ đúng rồi. Dạ nuôi cầm chừng, nuôi đỡ chống chuồng không mà. Đỡ chống chuồng một phần thứ hai là mua để lượng lấy dự phân. Dạ. Và con heo giống. Thì cộng thêm 3 triệu mấy nữa cái tiền lương cử tao cho nó ăn nữa, chưa tính thuốc men nha. Dạ. Thì bán ra con heo thấy lỗ trắng 200 ngàn. Tức là người làm siêu á. Chứ còn không siêu còn lỗ khiếp nữa. Xài cái này là một thì đỡ hơn đúng không? Đỡ cái này thì nói chung ra giờ mình đổ nếu mà có cho nó ăn lại lượng đạm nhiều thì nó càng lớn mau thôi. Không thì nó cứ cầm chừng như vậy thôi. Dạ. Nó cũng tàn tàn, nó cũng lớn. Dạ. Nhưng mà tính ra tới sau cùng thì mình không vớt được vốn. Dạ. Vẫn hồi được vốn. Nó hồi được vốn là coi như có lời không nhiều. Miễn sao là nó không lỗ là mừng. Nó không lỗ là mừng chứ không phải giỡn. Dạ. À bây giờ tính quy trình mình ủ cái men này gì? Mình cho nó làm 3 tả đi. Dạ. Nó không được đúng 100 kg hơi nhưng mà được 90 kg. Dạ. Thì nếu 30 đi để 2 triệu 7. Dạ. Nhưng mà 3 tả cám đó mình mua nếu mình ủ với 3 tả cám bao nhiêu, 3 tả cám là chỉ có 3 gói men, 3 gói men là chạy đi có 100 ngàn. Dạ. Đúng là 100 nghìn. Dạ, đúng rồi. Nên mình đổn với cái kia 3 tả bình quân là cho nó cái bắp thì 70, 76, còn cái kia 64, hai cái cộng là 104, tức là 7 ngàn một ký cám. Dạ. Cộng thêm 100 ngàn nữa là 3 lần 7, 2 triệu 1, với 100 ngàn là 2 triệu 2. Dạ. Thì mình nuôi heo đó mình có thể không lỗ được. Dạ. Không chứ... kiếm được ít tiền công nó cũng không có lỗ được. Giá heo con thì mình vừa vốn thôi, tức là nó không có mất được gốc. Vậy là tính theo cái cám công nghiệp là 3 triệu, còn cái... 3 cái... triệu mấy á, dạ. Nằm ngoài 3 triệu mấy chứ không phải 3 triệu. Còn cái ủ kiểu này chỉ có khoảng 2 triệu 2 thôi đúng không ạ? 3, 3, 7, 2 triệu, 2 triệu 2 cho tới 2 triệu 3 thôi. Dạ. Đó là 3 tả cám á, cho nó ăn á. Vậy là mình xuất chuồng luôn đúng không chứ? Đó là xuất chuồng á. Còn... nó cứ lịch khoảng chừng 10 kg con thôi, nó lịch nhiều. Dạ. Lịch là lịch theo cái lượng chất đạm mình cho ăn thêm ấy. Nếu muốn nó tăng trọng thì mình tăng chất đạm. À. Tăng cái đậm đặc lên. Dạ. Mà đậm đặc bây giờ là 430.000 một bao 25 kg. Dạ. Cái đậm đặc mà công thức của xí nghiệp nó làm. Dạ. Cái đó thì là tùy cái khả năng của mình thôi. Dạ. Nếu muốn lẻ thì mình tăng cái ăn nhiều. Dạ. Cái đó thì mình để tức từ mình đổ xong thì cho nó ăn xong là mình lấy đậm đặc. Tức là đổn thêm vô cho nó ăn. Thì ăn càng nhiều ăn cho heo càng khoái ăn. Cái đậm đặc nó có thêm ngọt, cái kiểu mà nó thơm mà. Nó thơm thơm, ngọt ngọt. Thơm mà nó lại có độ ngọt. Nó là đạm mà. Dạ. Cái nhu cầu của nó chỉ có vậy thôi. Chứ còn mình mà nếu mà muốn nuôi theo công nghiệp tôi bảo đảm ông nào có nói giỏi lời rồi tụi tôi. Ừ. Nếu mà cái thần tiên á. Cái này mà nuôi theo công nghiệp mà tính ủ được thì chắc lời nhiều dữ nữa. Phải có công đổn.
Phải có, tức là có cái máy để đổn, là có chỗ để ủ, nhưng mà theo cái số lượng của mình. Khi tiêu dùng mình nói bữa nay một tạ ăn một ngày thì mình đổ ba tạ ăn ba ngày hết lại ủ tiếp. Chứ không để được lâu. Cái này là được 3 tới 5 ngày thôi, 5 ngày là bắt đầu nó lên mêu rồi. Lên nấm cái ăn không tốt rồi. 3 ngày thì được, bữa nay ủ gì mai ăn, ăn tới ngày thứ tư thôi là mình phải ủ mẹ rác thay. Cái này là mình ủ ở trong thời tiết là khoảng bao nhiêu độ hay chưa? Nếu mà tính độ càng cao thì nó càng giảm thời gian. Nếu mà nằm 37, 38 độ thời gian nó càng giảm. Vậy là tính là mình khoảng để 2 ngày là tốt nhất đúng không chú? Nếu mà ở trên Đà Lạt thì cái vùng này chắc không cần đâu. Vùng này chắc có 24 tiếng đồng hồ là thấy đặc xong cần. Hết rồi. Là nó đã cháy coi như là đút tay vô là coi không dám thò vô mà. Nó ủ cháy ghê lắm. Cháy chín á. Tức là nó ủ cái nhiệt độ nó lên 9 giờ nó còn nóng này. Đây xuống đây là đó, ở dưới này nè. Đó sáng đảo rồi đó. Là nó giờ còn ẩm ẩm này. Nó ẩm á. Còn ẩm tay á chứ không phải là nó lúc nào nó cũng ẩm ẩm hết á. Nhưng mà mình nói thì là một lẽ thôi, nhưng mà khi mà trực tiếp mình cho ăn kìa, mình thấy con heo khi nó thải phân ra kìa, nó thải kìa, nó không có biểu bị mà thay dạng tiêu chảy rồi các cái á, thì mình sợ thôi, chứ còn ăn vô nó bình thường, nó thải bình thường thì mình đâu có lo đâu. Không có lo chuyện đó. Mà nó còn lên chậm nhanh. Tức là nó tiêu hóa tốt. Tức là cái này chứng tỏ là nó không có, không có độc thì nó mới không tiêu hóa, chứ nó mà chạy được cái là chứng tỏ nó có độc, nó bị nhiễm khuẩn nó mới đi tiêu chạy rồi. Chứ còn này đừng cho, này bữa thứ ba rồi đấy. Ba ngày rồi đó. Chiều nó lại quậy mẹ nữa này. Tức là mình ít thì quậy theo ít, nhiều quậy theo nhiều. Nếu mà làm giảng công nghiệp ông quậy được tấn thì ông cho anh tấn, ba ngày thì coi như heo phải nhiều. Mình nuôi nhỏ lẻ thôi thì mình quậy theo nhỏ lẻ. Cái thuốc ngủ men này nó được nhờ cái vậy nó lợi này, cứ mà mình làm theo nhu cầu. Nhiều thì anh cho nhiều, quậy nhiều mà ít cũng được. Ông quậy mười mấy ký một mẹ cho nó ăn cũng được. Nhưng mà phải ủ trước thời gian, phải từ 18 tới 24 tiếng. Thì nó ăn nó mới ngon. Không cần phải 48 tiếng đâu. Đây quậy đây nè, ban đầu con đưa về ủ cũng nói 24 tiếng tới 48, 36 tiếng nhưng mà đâu cần. Từ 18 tiếng là coi như là mình cho ăn rồi. Mà được thôi này. Có heo mới ăn, nó tiêu hóa không có phản ứng gì, coi như bất chắc là mình thấy nó ok rồi. Nhưng mà nó có phản ứng tiêu chảy rồi các cái về đường ruột thì nói thế chứ nó không. Tiêu vẫn bình thường. Vậy thì nó được cái hay là tiêu là cái phần nó không hôi. Mà nó có lời. Cháu vô trong nó coi cho thấy cái phần nó đâu có hôi đâu. Không có vô hôi. Chuồng không hôi. Vô ngay chuồng cũng không ngay thấy chuồng cũng hôi. Hồi đó con đi cái chạy bò với hóc môn cũng không thấy hôi. Không cần đây nha, cháu đi xa đâu, ra đây được. Tôi siêu đi ngang được. Không cần, ngang đường đó là hôi. Cái phần của cái con heo nó ăn cám công thức rất là nồng. Nó nặng mùi lắm. Nó chỉ cần coi như là 5-10 bãi phân của nó là hôi hết chuồng rồi. Phải rửa liên tục. Rửa, nó rửa mà phải cho ra chỗ ủ cũng phải cẩn thận. Nó kìa không cẩn thận nó còn ô nhiễm nữa. Vậy cái đó là nó có độc. Không, nếu mà theo như mình cũng phải nói là nói khen cái gì. Thực tế mà ai cũng nuôi như mình kiểu như vậy, tôi bảo đảm không có bị ô nhiễm môi trường đâu. Không bị đâu. Tức là cái phần của nó nằm trong cái men này nó đã ủ chín. Khi con heo trong nó hấp thu, nó tiêu hóa gì là trong nó không bị nhiễm khuẩn. Vậy chứng tỏ là cái phần trước khi nó ra là nó cũng được tiêu hóa trước rồi. Nó nhiễm khuẩn luôn rồi, nó mới ra rồi. Thì đương nhiên mọi cái mà coi như cái gì đã bị nhiễm khuẩn thì nó mới có mùi hôi, chứ không nhiễm khuẩn nó có mùi hôi. Giống như cái con gà, con vịt gì chết nó thúi thì nó mới hôi, chứ không thúi đâu có hôi đâu. Nó nhiễm khuẩn rồi đó, là nó hôi.